Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là ông Phong đến từ Coin68. Sau rất nhiều thời gian rồi, sau đến tận 25 tập DeFi Discussion thì bọn mình mới ngồi đây, mới có dịp ngồi đối diện với nhau và chia sẻ với các bạn về một chủ đề rất đặc biệt. Nhưng mà cái chủ đề này thì chúng ta sẽ nói ở phần sau, và mình sẽ nhường lời cho một bạn nói chuyện cùng với mình trong ngày hôm nay, một gương mặt mà anh em cũng đã rất quen thuộc trong cái DeFi Discussion này rồi, đó là Huyền. Ok, hello, xin chào anh em. Thì rất là vui khi hôm nay có cơ hội để ngồi xuống với Phong thực hiện một cái tập podcast nó ở một cái định dạng nó rất là khác, thêm định dạng hình ảnh nữa. Thì mình hy vọng là cái số podcast lần này nó sẽ có đôi chút tươi mới và nó vẫn mang lại những cái góc nhìn thú vị cho anh em về thị trường DeFi trong suốt một năm qua. Ok, vậy thì khi mà các bạn nhìn thấy cái số podcast này lên sóng thì có lẽ các bạn cũng đã biết được cái mục đích mà bọn mình làm cái topic ngày hôm nay rồi. Đó là sang đến năm mới 2022 thì chúng ta sẽ có một cái phản ứng rất là tự nhiên thôi. Đó là sẽ nhìn lại cái khoảng thời gian mà chúng ta đã cùng nhau đi vào năm 2021 này. 2021 đối với thị trường crypto là một năm rất đặc biệt khi mà chúng ta có chạm đến những cái đỉnh cao mới, có rất là nhiều trend mới. Tuy nhiên thì bảo là tất cả mọi người đều vui thì không hẳn là như vậy. Vẫn có nhiều người thua lỗ, vẫn có nhiều người mất tiền. Và tại sao lại như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đi trò chuyện trong cái podcast ngày hôm nay. Vậy thì đầu tiên với Nguyên đi, thì Nguyên là một người kiểu theo sát, kiểu full time crypto luôn, full time DeFi luôn, full time là 3-4 tiếng trong ngày nữa, không phải là 8 tiếng một ngày. Thì tìm hiểu thị trường DeFi thì đối với Nguyên thì ba xu hướng nào là ba cái xu hướng mà gọi là đáng chú ý nhất của thị trường trong 12 tháng vừa qua? Mình nghĩ xuyên suốt một năm 2021 vừa rồi thì cái xu hướng mà mọi người nhắc nhiều đến chắc là blockchain gaming và NFT. Thì thì ở Việt Nam thì mình thấy mọi người sẽ nói nhiều về game hơn. Còn ở bên quốc tế thì mọi người sẽ thiên về cái xu hướng là nói về các cái bộ sưu tập NFT, các cái NFT collection. Họ có cái quen là collectible đúng không? Một phần là như vậy, cái thứ hai nữa là thì cái này nó vẫn là một cái game tài chính cơ bản. Thì mình thấy là hầu hết thì các cái cộng đồng họ vẫn mua NFT với cái mục đích là để flip, để kiểu như là để bán kiếm lời ăn chênh lệch. Thì cái câu chuyện về NFT thì mình thường nói, tức là mình không phải là một người thích NFT lắm, phải thừa nhận là như vậy. Tại vì mình thì là mình tin vào một cái lý thuyết là the dumper, tức là một người ngốc hơn. Tức là người ngốc hơn là sao? Là khi mà ví dụ mình mua một cái NFT, mình bán cái NFT đó thì mình sẽ bán cho một người khác, người ta tin là cái NFT đó có giá cao hơn và người ta đúng hơn mình. Là mình sẽ xả đầu người ta, mình bán lại cho người ta cái tầm nhìn. Thì thì ở bên nước ngoài thì mình thấy mọi người nói nhiều về các cái collection này nhiều hơn. Một phần là nó cũng phù hợp với cái vibe của họ, thì họ dễ sell lại cho người, sell lại cái tầm nhìn cho người sau hơn. Còn ở Việt Nam thì blockchain gaming nó cũng nổi lên, tại vì anh em thấy là khoảng tầm giữa năm nay á, thì cái game Axie Infinity nó gây ra được rất là nhiều tiếng vang. Một phần là cũng nhiều yếu tố khách quan, có thể là do dịch rồi, ở nhiều quốc gia họ không thể đi ra ngoài đường được, thì những cái blockchain gaming này nó bắt đầu nó có được những cái điều kiện phù hợp để nó phát triển, và nó phần nào nó phù hợp với những cái quốc gia châu Á nữa. Thì mọi người nói nhiều về cái chủ đề này. Thì cái blockchain gaming nó có một cái hay mà như Zen đã từng chia sẻ với các bạn trong một cái chương trình trên Cosm TV á, đó là blockchain gaming đưa người ta vào blockchain khi mà người ta còn chưa biết là người ta bước chân blockchain luôn. Dễ hiểu á, là khi mà các bạn tham gia nhận scholar của Axie á, thì các bạn phải bắt buộc phải tạo ví, Ronin, tạo ví NLP các thứ để mà có thể tham gia vào cái cuộc chơi này. Thì như vậy trực tiếp là blockchain gaming đã đưa rất nhiều người mới vào cái thị trường blockchain gaming, và chỉ có như vậy chúng ta mới có được những cái người dùng mới. Và đó, ví dụ như là có những cái dự án mà đến cả những founder của họ mà mới cũng mới làm quen với thị trường này thôi, nhưng mà họ đã có thể grow rất là nhanh và họ kiếm vào cái thị trường này. Đó, thì đầu tiên là blockchain gaming và NFT, với sự nhận đầu là Axie Infinity, và cái trend thứ hai mà mình nghĩ là ấn tượng là gì? Mình nghĩ là sự phát triển của các cái blockchain layer 1, nó thay phiên nhau, tức là
ở giai đoạn đầu á, thì đầu năm thì anh em nói nhiều đến cái hệ sinh thái của Polkadot, rồi nói rất nhiều đến cái cấu trúc parachain rồi này nọ, thì đó là cái giai đoạn mà Polkadot nó hưng thịnh. Sau đó thì mọi người nói nhiều đến Solana, rồi dạo gần đây thì là Avax hay là Phantom, và đặc biệt thì trong cái thời điểm mà bọn mình thu cái podcast này thì cuối năm thì Luna Terra thì có rất là nhiều cái sự chú ý liên quan đến các cái blockchain layer 1 này. Mình nghĩ thì phần lớn nó thiên về cái vấn đề là nó các cái đồng native token của cái dự án này nó tăng giá mạnh đó, và nó được back bởi rất là nhiều các cái quỹ và các cái tổ chức lớn, thì mọi người bắt đầu tập trung nhiều vào những cái dự án này. Nhưng mà cái nó có một cái narrative, một cái câu chuyện mà người ta thường kể là Ethereum Killer. Thì bây giờ cái Ethereum Killer còn được xài hay không, hay là tất cả mọi người đều cố gắng là mở rộng cái bánh blockchain ra hết sức có thể và mỗi người sẽ chiếm một góc trong cái bánh đó? Mình nghĩ là hiện tại thì khá là ít cái từ Ethereum Killer nó xuất hiện, tại vì mọi người đang nói về một cái tương lai multi-chain nhiều hơn, và các cái chain nó hoạt động nó song song với nhau. Song song đó thì mình nghĩ là cái việc là phát triển của cross chain nó cũng sẽ được nó cũng sẽ được gọi là như là một cái hệ quả của cái tương lai multi chain này. Mọi người sẽ có nhu cầu đi lại giữa các cái chain này hơn, và sẽ là một cái miếng bánh nó nở dần ra, và mọi người sẽ không phải là khe quá nhiều về cái vấn đề Ethereum Killer nữa, tại vì mỗi dự án nó sẽ có một cái điểm đặc trưng khác nhau. Và mọi người sẽ các cái dự án là quan sẽ kiến tạo thêm nhiều giá trị hơn cho cái thị trường này đúng không, chứ không phải là nhận giật cái lợi ích của nhau. Đúng rồi, thì nếu như mà nhìn vào ngắn hạn thì anh em có thể thấy nó là một cái zero sum game, tức là ví dụ như Polkadot lên thì Polkadot sẽ hút bớt một phần vốn của Solana, của Ethereum. Rồi Solana lên thì bắt đầu nó sẽ lại hút bớt TVL hoặc là BSC. Thì mỗi cái giai đoạn ngắn nó sẽ có một cái chain khác nhau. Kiểu như là nó sẽ kiểu như cái chain này win thì cái chain kia sẽ bị hao hụt bớt, bị hụt đi bớt người dùng. Và bản thân những cái người đầu tư họ cũng sẽ đi theo những cái dòng tiền như vậy. Còn nếu như mà nhìn về dài hạn đó, thì cái miếng bánh tổng nó vẫn sẽ rộng lên. Chúng ta so sánh một xíu đi, tầm khoảng cách đây 4 năm thì chúng ta thấy là market cap của toàn thị trường bây giờ nó đã tăng hơn cách đây 4 năm rất nhiều. Và cách đây 10 năm thì mọi thứ nó còn tăng kinh khủng hơn nữa. Thì mình nghĩ là trong dài hạn thì mọi thứ nó vẫn sẽ uptrend. Còn ở trong ngắn hạn thì mọi thứ rất là khó để nói, và cái trend nào tiếp theo thì cái đó cũng sẽ tùy vào cái động lực của thị trường, và cái nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái biến số ở trong một cái giai đoạn cụ thể. Và nếu như mà khi mà nói về cái thị trường nở rộng rất là nhanh như vậy thì nó sẽ có những cái lỗ hổng đúng không? Thì nếu từ cái đó thì Nguyên thấy là cái trend thứ ba, cái trend đáng chú ý thứ ba nhưng mà mình hỏi từ đầu thì nó sẽ là cái gì? Mình nghĩ là cái cross-chain hồi nãy mình nói thì anh em thấy là trong một năm vừa qua khá là nhiều các cái vụ hack, và không phải là hack nhưng mà nó là exploit. Thì cái này bọn mình cũng đã nói ở trong một cái tập podcast DeFi Discussion, mình không nhớ, đó là hình như tập số 3. Thì thì bất cứ một cái sự phát triển nào nó cũng sẽ tạo ra một cái lỗ hổng, tại vì nó ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên là nếu như mà sau này nhiều dự án họ đổ dồn nhiều công sức, đổ vốn, cũng như là họ làm kỹ lưỡng hơn, họ có đủ thời gian để họ làm kỹ lưỡng hơn, thì những cái lỗ hổng như vậy sẽ được dần dần được cải thiện. Và mình nghĩ là sẽ có những cách để hacker họ có thêm động lực để họ trở thành những cái white hat hacker, tức là những cái người mà đi tìm lỗ hổng và họ bóp lại cái dự án. Thì cái case study mà mọi người thấy rõ ràng nhất là Poly Network, là cái dự án bị tấn công với thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của crypto từ trước tới giờ luôn. Tất nhiên là Quidado chứ nhỉ? Quidado thì sẽ lớn nhất. Còn nếu mà hack Bitcoin thì 10 năm và bây giờ thì nó khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà nếu đô la thì đó là vụ hack lớn nhất. Tuy nhiên thì sau đó thì cũng có một cái diễn biến mà không ai ngờ tới. Đó là thì giai đoạn đó là cái ông hacker ông bắt đầu ông có quyết định là trả lại tiền. Thì maybe là
sẽ có những cái cách nào đó, một cái động lực nào đó khiến họ phải chuyển sang trở thành web hacker. Thì yeah, maybe. Cũng có nghĩa là chắc là cũng ăn không hết được, nuốt không trôi được đâu. Khá là khó. Thì bác lại cái câu chuyện là cross-chain nó có nguy hiểm hay không, thì mình nghĩ là ở giai đoạn này nó gặp đôi chút vấn đề. Tuy nhiên là khi mà mọi thứ nó ổn định hơn, hạ tầng nó được hỗ trợ nhiều hơn, nó có những cái phương thức bảo mật nó tốt hơn, và hacker họ có nhiều cái động lực tốt hơn, thì họ sẽ đóng góp thêm nhiều vào cho cái sự phát triển chung như vậy. Yeah, như các bạn có thể thấy, nếu mà các bạn lướt Twitter nhiều và DeFi nhiều á, thì DeFi có một câu để mà động viên nhau, đó là Wagami là we are gonna make it, đúng không? We are gonna make it. Chúng ta tất cả mọi người rồi sẽ có được phần trên bánh này, chỉ là tùy vào cái sự mà gọi là into the game của mỗi người thôi, nhưng mà we are gonna make it. Thì trong cái tinh thần đấy á, thì mình sẽ muốn hỏi Nguyên là về năm 2022 thì cái forecast, cái tầm nhìn của Nguyên thì sẽ có những cái từ khóa chủ đạo nào, ba từ khóa chủ đạo cho năm 2022 đối với thị trường crypto và DeFi. Thì mình nghĩ là nếu như mà anh em nào mà theo dõi cái podcast DeFi Discussion này từ những ngày đầu á, thì chắc cũng loáng thoáng nghe được những cái từ khóa này rồi. Thì những cái từ khóa này là những cái từ khóa mà mình kiểu như là mình đọc sâu và mình chú tâm rất là nhiều. Đầu tiên mình nghĩ đó là các cái layer 2 ở trên Ethereum. Chúng ta thấy là các cái blockchain layer 1 hiện tại nó đang phát triển rất là mạnh. Và tuy nhiên là nó sẽ đến một cái điểm nào đó và nó phải như kiểu là một cái chạm dừng chân vậy đó. Nó sẽ phải dừng lại và nó củng cố lại được những cái hạ tầng. Dự án nó cũng cần thời gian, sau khi huy động vốn thì nó cũng cần thời gian để nó phát triển. Thì cái dòng vốn nó bắt đầu nó sẽ tìm đến những cái giải pháp nó tương tự. Thì mình cũng đã chia sẻ rồi, thì những cái layer 1 hiện tại, cái đối thủ của nó không phải là Ethereum, mà là nó, các đối thủ của nó là các cái layer 2, tức là cái dự án giúp mở rộng Ethereum, giúp scale. Dạ dạ dạ, đúng rồi. Thì layer 2 thì hiện tại nó vẫn đang phát triển khá là chậm, nó chưa có một cái mức độ bùng nổ thực sự. Cách đây khoảng vài tháng thì Arbitrum và Optimism nó cũng khá là thu hút được khá nhiều dòng tiền, nhưng mà nó hầu hết là nó đang kiểu như là mọi người đang lên nó để test các sản phẩm, mong có cơ hội nhận retro á. Không giữ được cái dòng tiền đấy. Đúng rồi. Thì cộng đồng họ cũng đang nói rất là nhiều về cái cách làm sao để incentivize cái layer 2 này. Thì rất là nhiều người họ đề xuất là có một cái token riêng, nhưng mà cái này thì khá là khó, mình cũng đề cập rồi. Thì các cái layer 2 này thì anh em có thể coi lại một cái tập nào đó của podcast DeFi Discussion, thì bọn mình cũng đã chia sẻ sâu hơn rồi. Thì cái đó là một cái xu hướng mà mình nghĩ là nó sẽ phát triển trong năm 2022. Rồi cái thứ hai là cái cross-chain. Tại vì như mình có đề cập ở cái phần câu hỏi trước, đó là tại vì cross-chain nó sẽ giúp kết nối rất là nhiều các cái chain với nhau. Và nó như kiểu là một cái hệ quả tất yếu của cái việc là multi-chain đó, là quá nhiều chain nó đang phát triển song song với nhau. Thì nó sẽ cần phải có những cái giải pháp nó kết nối với nhau. Thì nhiều cái hệ sinh thái á, họ sẽ bị cái là họ như kiểu là một mình họ thì không thể cạnh tranh được lại với các cái dự án mà đã có tiềm lực về vốn cũng như là lượng user nhiều rồi, thì họ sẽ phải collab lại với nhau. Thì trong năm qua chúng ta có thể thấy là Terra thì họ cũng bản thân hợp tác với lại nhiều cái blockchain trong cái hệ của Cosmos, thì nó sẽ là một cái mạng lưới nó kết nối các cái chain khác nhau. Thì đó là cái xu hướng mà mình nghĩ là nó là hệ quả của việc quá nhiều chain đang phát triển hiện tại. Còn cái cuối cùng thì mình nghĩ nó là learn to earn, hoặc là một cái gì to earn đó. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã thấy là play to earn nó hiệu quả như thế nào trong cái năm vừa rồi. Và nó như kiểu là một cái cửa vào. Nó giống như việc là mình xài các cái DApp thì mình cần một cái ví vậy đó. Thì khi mà người dùng muốn tham gia vào cái thị trường DeFi thì họ cần phải có những cái cổng vào kiểu như là play to earn, những cái game
hoặc là những cái dự án họ hướng dẫn người dùng cách để sử dụng sản phẩm, ví dụ Rabbit Hole, hoặc là có một cái dự án mà mình cũng rất là may mắn khi được ngồi xuống và nói chuyện với founder của dự án này, đó là Islander. Thì những cái dự án này, nếu như mà anh em hình dung nó đơn giản chỉ là hướng dẫn người dùng làm những cái sản phẩm này thì nó sẽ khá là thiếu động lực cho người dùng, tại vì kiểu như là tại sao tôi phải test cái sản phẩm như thế này, tại sao tôi phải làm cái sản phẩm mới như thế này, tôi chưa có nhiều kiến thức về cái này nên là những cái step đầu tiên đó nó sẽ rất là khó. Thì những cái dự án Lerner này họ sẽ làm sao đó để có những cái reward nhỏ nhỏ cho người dùng để có thể kéo người dùng vào tham gia với thị trường DeFi, thì nó sẽ giúp mở rộng cái miếng bánh ra rất nhiều và giúp tiếp cận người dùng hơn. Thì những cái phần quà nhỏ nhỏ đó nó sẽ giúp là bản thân cái người user họ có được thêm động lực để test những cái sản phẩm, thử trải nghiệm, thử skin in the game, các thứ. Rồi còn về phía dự án thì họ sẽ, anh em hình dung đây có thể như là một cái cách để họ làm marketing luôn, thì nó khá là hấp dẫn. Thì đó là cái góc nhìn của mình về cái learn to earn. Nó là một cái, mình cảm giác nó là một cái win-win. Một cái win-win nếu như mà mọi người thực hiện được. Và đó là lý do tại sao mà mình nghĩ learn to earn nó sẽ là một cái xu hướng trong 2022. Và nếu mà các bạn theo dõi đến đây thì chắc là cũng biết có cái anh có một cái từ là elephant in the room, đó là con voi trong căn phòng. Có một con voi rất là to trong căn phòng này mà bọn mình chưa đề cập đến. Đó là năm 2021 này là một cái năm mà rất là nhiều thị trường, rất là nhiều đồng coin lập đỉnh mới trong thị trường crypto. Thì nó là một cái hệ quả của việc mà sau một thời gian dài tích lũy thôi, sau một mùa đông crypto thì tất cả mọi thứ bay ra đều hiển nhiên. Tuy nhiên thì cái việc bay lên cái đồng coin bay lên như vậy á, nó không hẳn là tốt cho tất cả mọi người. Nếu mà các bạn vẫn còn nhớ ngày 19 tháng 5, 19 tháng 5 là một cái cú sập rất là lớn của thị trường, và sau đó và đến tận thời điểm hiện tại Bitcoin vẫn chưa thể nào quay trở lại với cái đỉnh cũ của nó. Thì Nguyên thấy là với cái xu hướng mà cross chain và những cái thứ mà chúng ta có trong tương lai á, thì liệu thị trường crypto, tức là mọi người thường nói với nhau á là mà dùng một cái đồng coin có đi tốt như thế nào chăng nữa, nhưng mà nếu mà biết phá, nếu mà Bitcoin phá nó cắm đầu xuống á, thì thị trường cũng sẽ đi theo. Thì mình nghĩ là trong tương lai thì chắc chắn là cái sự phụ thuộc vào Bitcoin của thị trường nó sẽ phải giảm dần, đúng không? Như trong năm 2021 này chúng ta có những cái case study khi mà mọi người thường nói là những con game, những con NFT á, nó đi một cái pha riêng, hoặc là cái thứ nhất là Terra của Luna thì nó vẫn tạo đỉnh mới mặc dù là thị trường nó vẫn đi rất là hoàng. Thì Nguyên thấy là trong tương lai thì các cái hệ sinh thái có thể nào có được một cái sự phòng thủ, tức là một cái độ trễ hơn một cái pha khác với Bitcoin được không? Mình nghĩ khá là khó. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ có cách để giúp giúp các dự án này nó giảm thiểu cái tác động của Bitcoin. Mình lấy ví dụ về những cái con blockchain gaming đi, thì làm sao để nó có thể duy trì được cái đà tăng dù Bitcoin nó có sập hay chăng nữa. Thì cái case của các cái game bây giờ thì nó có user một cách rất là ổn định là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà có user ổn định rồi thì cái dòng tiền nó sẽ luân chuyển một cách hợp lý ở bên trong cái hệ sinh thái của họ. Thì việc mà Bit tăng hay giảm thì cái giá nó cũng sẽ không neo vào Bit và nó sẽ giảm thiểu được cái áp lực này. Còn về cái case của Luna thì hiện tại thì cái case này nó khá là gây tranh cãi. Tại vì mình cũng đề cập đến việc là cái stablecoin USD nó bị nó kiểu nó vẫn hơi lòng hoàng trong những cái bảo chứng. Thì các cái dự án DeFi 2.0 nó cũng đang gặp phải vấn đề này. Nó cần thêm thời gian để chứng minh được là nó là một cái mô hình hiệu quả và nó hoàn toàn được balance, hoàn toàn được cân bằng về mặt giá trị. Tại vì tất cả những thứ đó là phá mới đó, những cái mô hình mà đến cả bây giờ mọi người cũng chưa thể nào mà kiểm định được cái tức là phải thử lửa, tức là người ta bảo là phải có đao chen mới biết đâu là dự án tốt đấy. Thì quay trở lại cái câu hỏi là làm sao để giảm thiểu được cái áp lực của Bitcoin á, thì
mình nghĩ là một công thức chung, đó là một cái mô hình mới, nó có một cái lượng người dùng mới hoàn toàn và không care quá nhiều về biến động của thị trường, và họ dùng cái sản phẩm đó, họ mua các cái token để tham gia vào các hoạt động ở trong mạng lưới, thì như vậy nó sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi cái xu hướng chung của thị trường. Đó mới là cái lý do người ta quan tâm đến Metaverse, đúng không? Yeah. Thổi lên như vậy, mặc dù là có sự thúc đẩy từ Facebook, nhưng mà bản thân những cái dự án Metaverse thì nó cũng đã xây cho mình một cái hàng rào khá là hiệu quả với tấm đệm, hiệu quả với cái sự biến động của những cái đồng coin ngoài kia, đúng không? Dạ, dạ, dạ. Đóng cửa lại với nhau. Dạ, yeah. Thì yeah, mình không biết là trong tương lai mô hình nào nó sẽ làm được cái điều tương tự như các cái blockchain gaming ở trong năm vừa rồi, thì cũng khá là khó để xác định. Tuy nhiên là vẫn sẽ kỳ vọng là Learn to Earn. Mình vẫn kỳ vọng là Learn to Earn có thể làm được điều đó, tại vì cái mô hình nó khá là tương tự như Play to Earn. Kiểu như nó hơi tách biệt ra một xíu, nhưng mà vẫn cho người ta cái thứ để mà mang về. Yeah, yeah, yeah. Bao lại được, đúng rồi. Ok, vậy thì đấy là những cái phần chia sẻ của mình về thị trường. Thì mình có mà dù nói là DeFi Discussion là một cái series dài hơi thì cũng chưa hẳn, tại vì đây mới chỉ là episode 26 thôi. Nhưng mà bọn mình cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm khi mà làm cái series này, nên là mình sẽ có một số câu hỏi dành cho Nguyên. Nguyên là người mà xuất hiện ở gần như tất cả các số DeFi Discussion. Thì đối với Nguyên thì sau đây sẽ là phần mình cùng trò chuyện với Nguyên về những thứ mà bọn mình đang làm ở đây, DeFi Discussion này. Thì đối với Nguyên đi, đâu là ba cái topic mà DeFi Discussion đã từng làm mà Nguyên cảm thấy là kiểu hay nhất, mình cảm thấy rất là hứng thú về cái topic đấy? Topic đầu tiên mình nghĩ là DAO. Tại vì yeah, thì anh em tham gia vào thị trường thì hay nghe đến khái niệm là blockchain là phi tập trung, là blockchain là một cái thứ gì đó nó mọi người bình đẳng bình quyền như nhau. Thì tất nhiên nếu như mà nhìn vào thực tế hiện tại thì cái điều đó nó vẫn khá là xa vời. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thấy được những cái hy vọng đâu đó ở các cái tổ chức DAO, mặc dù là hiện tại thì nó vẫn chưa được đâu hết. Yeah. Thì mình cảm thấy nó thú vị, tại vì nó là một cái mô hình mới, và khi mà một cái giải pháp cũ nó không thể giải quyết được cái vấn đề hiện tại, thì mình nghĩ là cần phải có một cái mô hình mới kiểu như DAO, thì nó sẽ giúp mọi người giải quyết được cái vấn đề phân phối giá trị hiện tại. Thì chia sẻ luôn là tại vì sao mình thích nghiên cứu về các cái DAO, tại vì mấy cái DAO thường thường nó rất là dị. Thì anh em thấy là có nhiều cái DAO nó không đâu vào đâu cả. Ví dụ như cái Constituent, yeah, thì nó kiểu như là nó khá là crazy á, nó pop up một cách rất là ngẫu nhiên. Kiểu như là ok, chúng tôi hôm nay chúng tôi muốn huy động vốn để làm một cái đấu giá chẳng hạn, thì bắt đầu là đó, huy động Ethereum rồi các kiểu. Thì tất nhiên là nó không tránh khỏi được những cái vấn đề tiêu cực sau đó, thì mọi người bây giờ hay nói là Beeple trở thành meme coin rồi. Thì cái đó là một vài cái vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên là mình vẫn thấy các cái DAO này nó khá là thú vị, tại vì nó kiểu như là nó đầy tính sáng tạo. Nó kiểu như anh em để ý là có nhiều cái DAO nó kiểu nó rất là kiểu như là nó rất là pop up. Ví dụ như là có một cái DAO về nhớ không nhầm là về một cái mạng xã hội chia sẻ nội dung, cái Mirror. Thì hiện tại chưa có token. Mình cũng đã đề cập đến cái này ở trong một tập podcast DeFi Discussion trước đó rồi. Thì thì nó là những cái ý tưởng nó khá là mới, và nó khuyến khích mình tìm hiểu mỗi ngày. Rồi cái đó là cái topic đầu tiên mà mình thấy là nó rất là thú vị. Cái topic thứ hai mình nghĩ là stablecoin. Tại vì stablecoin mọi người khá là ít để ý đến nó, tại vì đây là một cái thị trường mà stablecoin được coi như là một cái kênh tạm trú ẩn để mọi người tiếp tục vào những cơn sóng mà mọi người lướt. Tuy nhiên là nếu như mà tìm hiểu sâu về stablecoin, mọi người sẽ thấy được là stablecoin nó có rất là nhiều cái hay, những cái cấu trúc rất là lạ. Và mình đôi khi mình đọc mà mình tìm hiểu qua tại sao mọi người có thể nghĩ ra được những cái cấu trúc để điều phối cái giá trị nó hay như thế, hoặc là
làm sao để nó kiểu như là những cái trick vậy. Tức là bộ con trong nó có những cái trick. Nếu như mà bạn không tìm hiểu kỹ về những cái trick về tài chính này thì đôi khi chúng ta nó hơi bị lost so với thị trường. Thì mọi người hiện tại khá là ít để đến stablecoin. Tại vì mọi người sẽ là, kiểu, mọi người thường nghĩ là kiểu no brainer, tức là chỉ cần một cái an toàn. Tức là khi mà nó đã an toàn rồi, nó sẽ ít quan tâm đến nó nhiều hơn. Tức là chơi con mày kia đã mệt rồi, rút về stablecoin là còn phải ngồi nghĩ tiếp là mình sẽ làm gì. Thì yeah, maybe cái đó là cái hiện trạng hiện tại. Mình không nói là cái việc trade hay là cái việc hold nó cái nào nó hơn cái nào, nhưng mà hiện tại thì cái đó tùy mọi người thôi, tùy cách chơi. Do mình thấy là cái stablecoin hiện tại nó vẫn có một cái lãi suất nó khá là cao, tất nhiên là vì rủi ro cao thì nó mới có lãi suất như vậy. Tuy nhiên là nếu như mà tìm hiểu kỹ về những cái model thì mình vẫn có thể tận dụng được lợi thế của các stablecoin này. Topic thứ ba mình nghĩ là các câu chuyện về quỹ Ventures. Nó là vẫn là một cái vùng khá là tối mà người trần mắt thịt mù. Nhưng mà bọn mình có một cái tập nói chuyện với về cái cách đầu tư của quỹ ở trong DeFi discussion luôn. Dạ, yeah, thì maybe là bọn mình sẽ sâu lên rồi. Sâu lên. Đây. Hy vọng là mọi thứ sẽ ok. Mình chuẩn bị sẵn luôn rồi. Đây là F63 với Zen, CEO của Carrot Venture. Thì anh em có thể vào đây. Bọn mình cũng đã có một cái số nói chuyện như thế này. Thì rất là may khi mà có một cái tập để bọn mình ngồi nhìn lại với nhau những cái số DeFi discussion mà bọn mình đã làm. Vậy thì nhân cái nhìn lại này thì đâu là cái người guest, người khách mời mà Nguyên cảm thấy hứng thú nhất, mà nếu như nói chuyện lại thì vẫn còn những câu chuyện để chia sẻ với nhau thì đâu là nhân vật đấy? Mình nghĩ là anh Việt Anh, CEO Islander. Yeah. Đó thì đây là cái cách mà bọn mình làm 25 số rồi. Người làm thì bọn mình cũng không thể nào nhớ được cái chính xác cái số nào với ai. Nhưng mà thì đây là Việt Anh với nền tảng lớn hơn, và Nguyên cũng chắc là Nguyên cũng đã được gọi là được được cho không não về cái lần thứ này. Thì lần thứ nó khá là thú vị, tại vì nó hoàn toàn có thể mở ra một cái thị trường marketing mới, một cái cách thức marketing mới, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nó không phải là đùng đùng kiểu như là đây là cái sản phẩm nó có tầm nhìn như thế này, nó có cái tầm nhìn như thế kia, nó khá là mình đánh giá nó khá là phong bạt. Thì Learn to Earn nó là một cái cách marketing nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thì và chia sẻ lý do tại sao là mình khá là ấn tượng với vị khách mời là anh Việt Anh, tại vì mình cá nhân mình cũng là một người theo dõi Spider Room một thời gian, khá là ấn tượng với cái văn hóa và cái mindset của những content creator trong này. Thì vẫn đang theo dõi hàng ngày thôi. Ok, đấy là về những thứ một bọn mình đã làm với DeFi đỉnh cấp sân. Và bây giờ về mình sẽ trò chuyện một chút về những thứ mà bọn mình sẽ làm trong tương lai. Vậy thì Nguyên, trong năm 2022 ấy, nếu chỉ được làm 2 số podcast thì Nguyên sẽ bắt buộc phải chọn những cái chủ đề nào? Nguyên có thể chọn kỹ, tại vì 6 tháng mới được làm một cái. Nếu mà nói về chủ đề thì hiện tại chưa nghĩ ra. Tại vì nó cũng, anh em cũng thấy là bọn mình làm một podcast thì tuần chỉ có một tập thôi, và mình cố gắng làm sao để đi theo được cái thị trường một cách nó hợp lý nhất. Nhưng thì mình sẽ có những cái thứ bất biến chứ, cái nhà chứ bất biến trong thị trường nhé. Thì nếu như mà được làm một cái tập podcast, mình nghĩ là chỉ chọn một thôi, thì mình cái tập podcast đó mình muốn làm về một builder nào đó ở trong thị trường, và họ có một cái chặng đường build dự án từ số 0 và đưa dự án đến rất nhiều người. Thì mình muốn nghe những cái câu chuyện như vậy. Và trong năm 2021 thì anh em cũng có thấy bọn mình làm những cái topic về mình ngồi nói chuyện với rất nhiều các cái founder, thì họ chia sẻ những cái góc nhìn của họ trong cái quá trình build một cái dự án hoặc là một cái tổ chức nào đó. Thì cái điều bất biến trong 2022 mình nghĩ vẫn sẽ là những câu chuyện như vậy. Tại vì mình rất là trân trọng những cái builder trong thị trường này. Tại vì nếu như không có họ thì chúng ta sẽ không có game, không có game tài chính để chơi. Nếu như mà họ ngừng tạo ra idea thì
khá là khó chúng ta có cơ hội để vọc vạch các thứ. Thì rất may là thị trường nó vẫn đang cân bằng giữa build và những cái người invest. Và nếu mà cho hai số thì sẽ cả hai số rồi sẽ hẹn builder nói chuyện luôn. Ok. Đúng rồi. Mình chỉ làm một thôi. Mình chưa only one. Khá là thông minh. Yeah. Rồi thì mình nghĩ là chắc chia sẻ và lý do tại sao bọn mình làm cái podcast Sivai Discussion ha. Thì chắc là anh em mà theo dõi cái tập này thì cũng hình dung được là cái vibe của cái nhịp của podcast nó khá là chậm. Thì mình nghĩ là cái đó nó phù hợp với bọn mình. Cá nhân mình thì cũng khá là introvert, cho nên là nếu mà để nói một cái show mà nó có một cái năng lượng nó thật sự nhanh và nó thu hút mọi người thì khá là khó. Thì mình nghĩ là podcast là một cái dạng nội dung nó rất là thú vị. Nó cho người ta thời gian để chậm lại, để suy nghĩ, để nói và chậm lại để hình dung về một cái vấn đề nữa. Thì hồi xưa mình có một vài cái nhận định, nhận được một vài cái feedback là làm sao để cho cái podcast này nó tiếp cận được với nhiều người hơn. Tại vì anh em thấy là podcast bản thân nó đã khá là kén người nghe. Mà podcast về DeFi nữa thì nó kiểu như là hai cái vùng niche, tức là hai cái ngách mà nó còn giao thoa với nhau nữa, thì nó kiểu như là ngách của ngách luôn, là rất là khó để có thể tiếp cận mọi người. Tuy nhiên là bọn mình rất là dài thì cũng có những người trân trọng, cũng có những người để ý và nhận được những cái giá trị từ bọn mình. Đó là cái phần thưởng lớn nhất của mình trong cái đúng rồi. Thực ra thì cái niềm tin thôi, tức là mình hy vọng là khi sau này mà ví dụ như Sài Gòn hay là Hà Nội mà có nhiều cái phương tiện công cộng nè, ví dụ như bây giờ Hà Nội thì có cái Lên Hà Đông rồi những cái tuyến xe buýt, rồi mọi người thì có nhiều cái phương tiện cá nhân như là ô tô nhiều hơn, thì cái định dạng podcast nó sẽ phù hợp hơn và mọi người sẽ nghe podcast nhiều hơn. Thì cái đó là cái mà bọn mình kiểu còn DeFi thì nó vẫn sẽ phát triển và bọn mình cứ kiên nhẫn và làm việc thôi. Thì một điều nữa mà mình muốn chia sẻ là đây là căn phòng mà nơi mà tôi bắt đầu luôn. Cái video đầu tiên mà Nguyên làm về DeFi á là 1inch. Lúc đó là bọn mình chỉ nghĩ là tại vì các anh em có thể biết đến bài hướng dẫn rồi, cắt màn hình rồi làm cái này làm cái kia, nhưng mà đến lúc đó bọn mình bảo là thật sự cái này mà không quay video thì chẳng ai hiểu là cái gì hết á. Thì mới bảo là Nguyên hay là mình quay một cái video hướng dẫn thao tác mọi người, Nguyên sẽ chiếu lên đây sau đó mình sẽ quay cái đấy. Thì nó là cái video 1inch, cái video đầu tiên bọn mình làm, xong rồi là sau đó là những cái số DeFi use các thứ. Thì mình làm bắt đầu chia sẻ, xong rồi là xong đợt đấy thì Sài Gòn đặt cách. Thì bọn mình về nhà thì ai về nhà đấy thì mới bắt đầu có cái, tại vì không tương tác được với nhau nữa nên là mới có kiểu sẽ là co gần update với nhau thôi. Tức là hôm nay Nguyên research được cái gì, Phong research được cái gì, mọi người research được cái gì thì mọi người sẽ chia sẻ với nhau. Nhưng mà sau đó bọn mình thấy là nếu như nói những cái này mà chia sẻ cho mọi người, rất nhiều người biết thì nó sẽ như thế nào. Xong rồi nó mới là DeFi Discussion, và cuối cùng DeFi Discussion có được khoảng hàng trăm ngàn lượt nghe, thì chứng tỏ là cũng có nhiều quan tâm đến cái này. Và thì ban đầu bọn mình làm chỉ để kiểu làm cho vui, đúng nghĩa không nói là cho vui thì hơi ấy, mà tức là đầu tiên là cho bọn mình đã cho bọn mình, và mình muốn recap lại những cái thứ mà mình research được, nhưng mà sau này rồi chia sẻ thì mong là sẽ làm hợp đến nhiều người hơn. Thì cũng rất là cảm ơn em đã kiểu như là theo dõi cái podcast DeFi Discussion cũng hai mươi mấy số rồi. Thì cảm ơn em rất nhiều. Tập hôm nay là một cái tập rất là đặc biệt khi mà bọn mình có thêm cái định dạng hình ảnh nữa. Thì hy vọng là nếu như mà anh em thấy cái định dạng này nó thú vị á, thì có thể comment ở phía dưới. Còn thực ra thì ban đầu thì bọn mình không tính làm cái podcast nó ở định dạng hình ảnh đâu, tại vì nó sẽ làm sao nhãng những cái cuộc trò chuyện á. Thì maybe là anh em có thể comment ở phía dưới, nếu thích cái định dạng này thì có thể like và subscribe. Cho mình biết ở trên tất cả các phương tiện. Ok, vậy thì mình chắc là đủ cho podcast ngày hôm nay rồi. Rất là vui khi mà có được một cái trải nghiệm mới như thế này. Và hẹn các bạn trong năm 2022 với nhiều cái kiến thức mới, nhiều cái gọi là thành công mới. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong DeFi Discussion. Ok, bye bye anh em.